bạo loạn đã nổ ra trên đảo New Caledonia sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Bạo loạn đã nổ ra trên khắp các ngã đường ra vào bán đảo New Caledonia của Pháp vào ngày thứ Hai, ngày 5 tháng 11, sau khi vùng lãnh thổ ở Nam Thái Bình Dương này tổ chức một cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý đòi quyền độc lập để tách khỏi sự kiểm soát của chính quyền Paris. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy có gần 80% cử tri hợp pháp đã tham gia vào cuộc bầu cử trong ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 11. Khoảng 56.4% người dân đã bỏ phiếu chống không muốn New Caledonia tách ra khỏi Pháp. Trong bối cảnh căng thẳng đã leo thang trên hòn đảo này, bắt nguồn từ sự mâu thuẫn giữa nhóm người Canucks muốn tuyên bố độc lập và những người định cư thời thuộc địa với chủ trương là trung thành với chính phủ Paris. Theo thỏa thuận ký kết vào năm 1998, sẽ có thêm hai cuộc trưng cầu dân ý nữa được tổ chức trước năm 2022 để quyết định cho tương lai của đảo New Caledonia.